Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. VTC News đưa tin, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay ngày 13 tháng 11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, 5, giật cấp 6, 7. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Đây cũng là đợt rét nhất từ đầu mùa. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15 đến 18 độ C. Vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 12 đến 15 độ C. Vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C. Ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm nay và ngày mai 14 tháng 11, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Nghệ An, Hà Tĩnh mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Từ đêm ngày 13 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11, Quảng Bình đến Phú Yên mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa từ 80 đến 180 mm, có nơi trên 250 mm. Cũng theo cơ quan khí tượng, trong những giờ tới, nguy cơ cao sẽ ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc nhiều huyện. Sau đây là dự báo thời tiết các vùng trên cả nước. Hà Nội nhiều mây, ngày có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2-3, trong mưa dông có thể có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ C, nhiệt độ cao nhất 19 đến 21 độ C. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ C, có nơi dưới 15 độ C, nhiệt độ cao nhất 20 đến 23 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 25 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, 5, giật cấp 6, 7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét, nhiệt độ thấp nhất 15 đến 18 độ C, vùng núi 12 đến 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C, nhiệt độ cao nhất 18 đến 21 độ C, vùng núi 13 đến 16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, 5, giật cấp 6, cấp 7, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía bắc trời rét, nhiệt độ thấp nhất 17 đến 19 độ, phía nam 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất phía bắc 21 đến 23 độ, phía nam 25 đến 28 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Riêng Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, phía nam có nơi trên 31 độ C. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía bắc có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ C. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.